Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá cái nội thất của đôi loa JBL L46 nhé. Mình đã tháo sẵn ra đây rồi. Thì cái loa nó là một cái bát trắng và một cái tép đôm. Cái tép này nó khá giống cái tép titanium. Và cái công nghệ tép này nó được áp dụng cho cái dòng JBL L56 và L150A nữa. Như các bạn đang thấy thì cái loa cụm từ của nó vẫn là Anico và có model là 117H. Đây là một cái loại từ nó cho chất âm rất là hay và rất là mộc mạc và tiếng bass rất là chắc và khỏe, đặc trưng của những dòng JBL. Và bên trong là hệ thống phân tầng của loa, nó gồm những cái cục tầng pho và tụ rất là lớn, rất là, và bên trong những cái cục bông này nó rất là dày. Cục bông này có tác dụng là cho cái âm thanh tiếng bass nó ra, nó được tiêu đi những cái âm tạp âm và cho tiếng chắc khỏe hơn. Chúng ta đang thấy tất cả đều là linh kiện được lắp ráp tại Mỹ, chưa có bị đụng chạm hay bị lai bất kỳ chi tiết nào. Ngay cả cái dây điện của nó cũng là những cái dòng dây được làm tại Mỹ luôn, tất cả đều rất là tinh tế. Thùng loa góc cạnh còn rất là đẹp. Ngày mình chỉ tháo một bài loa thì các bạn nhìn thấy rõ thôi. Bây giờ mình sẽ đóng lại và mình sẽ test lại một bản nhạc để cho các bạn cùng thưởng thức, đánh giá lại chất âm của đôi loa này nhé. JBL L46. Thùng gỗ lạng rất là đẹp nha các bạn. Từ góc cạnh của cái loa này rất là không có một điểm trừ nào. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại cái âm thanh của đôi loa này nhé. Rồi, sau khi đã đóng cái loa lại thì mình lấy thật cho các bạn nghe một lần nữa nhé. Trời làm cho mưa bay răng răng cho mưa bay răng răng mây tím rền thành sầu, bàn tay đón gió muôn phương, bàn tay đan cối mộng, đưa tiễn anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly trời Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim buồn gọi đàn, mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời.
cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sầu trùng dương sông nước bao la trùng dương vang tiếng gọi ôi sông thiêng em về trời mẹ Việt Nam ơi con xin đi xin thắp cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành đường sâu rừng thiêng là đỗ âm ngô rừng thiêng vang tiếng gọi ôi nỗi thiêng em về nguồn mẹ Việt Nam ơi con xin đi xin đi xin thắp nguyện lời thề mẹ Việt Nam ơi con xin đi xin thắp nguyện lời thề rồi mình đã hoàn thành xong video clip tháo bên trong cái loa JBL 46 và để cho các bạn nghe thử thật âm của nó lại một lần nữa. Các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên. Đừng quên bấm nút like để chia sẻ và bấm nút đăng ký nếu bạn nào chưa đăng ký kênh này để nhận được những thông báo mới nhất đến từ kênh Nguyễn Hồng Audio của mình. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.